Mình làm cái điều này là dành riêng cho khán giả của mình và đặc biệt dành cho những anh em nào đã từng mua cái cây cưa này của mình. Anh em hãy yên tâm vì anh em đã mua đúng hàng chất lượng ha. Một cái sản phẩm tuyệt vời để dành riêng cho việc cắt gỗ nè. Rồi, đó, mình gắn cái cỡ một phân vô nè, để mình cắt liên tục coi nè. Cái này là căm xe 4 phân nha anh em. Một cục pin 4A như vậy, cắt được bao nhiêu nhát ha. Tới khúc này thì mình sẽ tua nhanh cái quá trình cắt cho anh em coi đó mất thời gian nha. Cái này là mình tua nhanh gấp 10 lần cái thời gian thật lớn. Ok, hết pin rồi anh em ơi. Đây. Rồi, cùng mình đếm có bao nhiêu nhát ha. Như hồi nãy là tất cả nằm ở đây. Giờ mình sẽ đếm có bao nhiêu nhát nha. Nhát đầu tiên nè. 2 4 50 52 Rồi, coi như là 152 nhát cắt. Nguyên một đống cắt này mình sẽ lấy bất kỳ ha. Mình sẽ lấy bất kỳ. Đây anh em coi nè, cái miếng gỗ mình lấy dưới đống đống bất kỳ ha. Và anh em thấy cái vết cắt của nó nè. Anh em thấy không? Không có một cái vết tưa nào luôn ha. Và cái vết cắt hầu như là láng mịn, anh em không thấy một cái đường cưa nào ở đây luôn. Nè, phủi sạch cho anh em thấy nè. Không hề thấy cái vết lưỡi cưa ở đâu luôn. Cắt rất là láng bệnh. Đây nè, 150 mấy miếng như một luôn nha anh em. Nè, cắt không thấy cái vết cưa ở đâu luôn. Đó. Cắt liên tục 150 mấy nhát rồi. Và lưỡi cưa vẫn còn bén ngót nha anh em. Tháo pin ra cái cho an toàn ha. Thì anh em thấy nè, lưỡi cưa nè. Đó, vẫn còn bén ngót ra. Nó dính nè. Căm xe thì anh em biết rồi ha. Cắt sẽ có hiện tượng dính như vậy, xanh chín luôn nha anh em. Thì cái máy này anh em có thể cắt tối đa là 5cm ha. Ở đây thì có cái cỡ nè, anh em có thể cắt xéo, cắt thẳng à, xéo tối đa 45 độ. Đây là mã cái máy nè, dòng tua tối đa của nó là 6800, sử dụng lưỡi 140 và cắt sâu là 50, là 50 ly á nha anh em. Anh em sẽ thấy cái máy nè, cái độ hoàn thiện rất là cao luôn. Anh em thấy không, bụi bám nè, và không hề có một cái vết gọi là hở hang nào hết nha anh em. Kính mít, anh em thấy không, độ hoàn thiện này kể cả như cái đế của nó nè, anh em thấy nè, trong khóc trong kẹt nè, độ hoàn thiện rất cao, không hề có một cái miếng ba vớ nào luôn. Động cơ không than, đâm ra nó cho cái kết quả anh em thấy là cắt rất là êm luôn và rất là tiết kiệm pin. Anh em sẽ coi cái độ đồng tâm của nó nè, thấy không, chạy cũng như thắng, im ru và rùi nha anh em, không hề bị quơ luôn ha. Nè, những cái tính năng an toàn của máy là gồm có cái công tắc an toàn ở đây, anh em phải đè xuống rồi bóp nó mới chạy nè. À, một cái, thêm cái nữa là khởi động mềm nha anh em. Thấy không? Bóp chạy là cái máy không hề bị gọi là bị giặt gì luôn nha anh em. Nó khởi động mềm, nó chạy từ 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 tăng tốc lên. Cái máy này nè, đồng ý là anh em có thể gắn thêm những cái lưỡi cắt vật liệu sắt, gạch gì đó, cắt được chứ không phải là không. Nhưng mà theo mình, cái máy này sẽ làm tốt nhất khi anh em mình cắt gỗ ha. Vì tại vì á, cái máy này gửi kèm cho anh em một cái lưỡi cắt gỗ rất là xịn như anh em vừa thấy ha.
cắt coi như là cắt gỗ là mê luôn anh em ơi. Mình đã làm rất là nhiều video về nó rồi, và anh em biết có những cái video ha, lên tới 8.4 triệu view lận ha. Cái máy này rất là nổi tiếng rồi. Mình làm thêm những cái clip này nè để phục vụ cho khán giả của mình ha. Đặc biệt là những anh em đã từng mua cái này rồi nè, thì anh em hãy vui khi mình đã sở hữu được cái hàng tốt. Cảm ơn anh em đã xem hết video này của mình nha. Anh em nào quan tâm có thể bấm vô giao hàng màu vàng ở đây, bấm vô đó sẽ thấy liền cái giá của nó, và có nhiều cái phiên bản tùy chọn cho anh em mình, từ cái thân máy không tới pin lớn, pin nhỏ, combo một pin hai pin có đủ hết rồi. Anh em bấm vô đó xem, nếu mà ưng thì hãy đặt hàng mua nha.